Người Ý chia rẽ về việc ông Berlusconi bị bệnh, tin từ Milan. Cơ quan thông tấn ANSA cho biết, bác sĩ quyết định giữ cựu thủ tướng Silvio Berlusconi tại bệnh viện trong suốt ngày hôm nay. Bác sĩ riêng Alberto Zangiro nói rằng, sức khỏe của ông Berlusconi ổn định, không nghiêm trọng, nhưng các bác sĩ phải thực hiện thêm nhiều cuộc thử nghiệm. Ông Berlusconi được giữ tại bệnh viện có nghĩa là ông ta có đủ lý do để khỏi ra tòa án Milan nghe xét xử tội trả tiền mua dâm một cô gái còn vị thành niên. Thẩm phán đã ra lệnh xác nhận bệnh mắt của ông Berlusconi và hoãn phiên tòa cho tới ngày mai. Dư luận người Ý bên ngoài bệnh viện đã thể hiện sự chia rẽ. Một người nói bác sĩ phải nói lên sự thật, một người khác nói rằng ông Berlusconi bị bệnh vì quá căng thẳng trong mùa bầu cử. Một phụ nữ nói nếu sức khỏe không tốt, ông Berlusconi cần phải được nghỉ ngơi. Nhiều người khác nói rằng ông Berlusconi vào bệnh viện chỉ là một chiến thuật trốn ra tòa.